Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin luật sư và gia đình kiến nghị trại giam cho phép Phạm Đoan Trang được chăm sóc y tế. Trong hai ngày 20 và 22 tháng 10 năm 2021, các luật sư bảo chữa cũng như gia đình của nhà báo Phạm Đoan Trang cũng làm đơn kiến nghị gửi tòa án và trại giam yêu cầu cho phép bà Trang được tiến hành việc khám và điều trị những vấn đề về sức khỏe rất nghiêm trọng. Vào ngày 20 tháng 10, 7 luật sư bảo chữa cho nhà báo Phạm Đoan Trang cùng ký tên vào bản kiến nghị gửi đến Tòa án Nhân dân và trại giam số 1 Hà Nội. Đây là hình ảnh bà Phạm Đoan Trang, nữ nhà báo phải đi nạng chống gậy sau khi bị an ninh cộng sản chạy đánh gãy chân, đứt dây chằng và phải phẫu thuật vào năm 2016. Đến khi bị bắt thì vết thương của bà vẫn chưa lành. Trong đơn, các luật sư đã đưa ra 3 kiến nghị bao gồm đề nghị tòa án tiến hành xác nhận tình trạng sức khỏe của bà Phạm Đoan Trang và phối hợp với trại giam để tiến hành các thủ tục cho phép bà Trang được đi khám, chữa bệnh. Đề nghị trại tạm giam số 1 Hà Nội tiến hành khám sơ bộ cho bà Phạm Đoan Trang ngay lập tức, cùng với đề nghị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thanh tra việc giam giữ đối với bà Trang để đảm bảo quyền được khám sức khỏe cho bà. Hôm 22 tháng 10, đại diện gia đình của bà Trang là ông Phạm Chính Trực cũng gửi đơn đề nghị đến các cơ quan có thẩm quyền ở Hà Nội. Trong đơn, gia đình đưa ra đề nghị bao gồm cung cấp các dịch vụ y tế khẩn cấp và cải thiện điều kiện giam giữ cho bà Phạm Đoan Trang và cho phép nhà báo này được gặp gia đình trong tháng 10 này mỗi 2 tuần sau đó. Trước đó, vào hôm 19 tháng 10, các luật sư bảo chữa có cuộc gặp đầu tiên với nhà báo Phạm Đoan Trang. Sau một năm, bà bị bắt giam và điều tra vì các hoạt động viết sách và viết báo của bản thân. Sau cuộc gặp, các luật sư thông báo rằng bà Trang đang gặp phải các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng như đau xương khớp, huyết áp thấp và u nàng. Cũng theo các luật sư thì trong suốt một năm bị giam giữ, nhà báo Phạm Đoan Trang không hề được khám sức khỏe, mặc dù gặp phải các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, nhưng bà không được chăm sóc y tế. Mặc dù phiên tòa xét xử nhà báo Phạm Đoan Trang sẽ diễn ra vào 4 tháng 11 tới đây, tuy nhiên nửa tháng trước phiên tòa các luật sư mới được tiếp xúc với thân chủ để chuẩn bị cho phiên tòa này. Đây là hình ảnh bà Phạm Đoan Trang đang cầm đàn và hát. Nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 10 năm 2020. Chính quyền đã cáo buộc bà phạm tội tuyên truyền chống nhà nước, được quy định bởi Điều 88 của Bộ Luật Hình sự vào năm 1999. Các cáo trạng của Viện Kiểm sát cáo buộc blogger này có hành vi tàng trữ tài liệu, bản báo cáo bằng tiếng Anh và tiếng Việt về các sự kiện nhân quyền, chính trị và xã hội nổi bật trong nước những năm vừa qua, trong đó có vụ cưỡng chế đất ở Đồng Tâm, và trả lời đài báo nước ngoài BBC và đài Á Châu Tự Do. Hôm 19 tháng 10, luật sư Lê Luân, một trong số các luật sư bảo chữa cho nhà báo Phạm Đoan Trang, đã thông báo trên trang Facebook cá nhân của ông về cuộc gặp với thân chủ trong cùng ngày. Theo đó, ông tiết lộ rằng sức khỏe của nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị sa sút trong thời gian bị giam giữ. Bà Phạm Đoan Trang, 43 tuổi, bị bắt từ hồi tháng 10 năm 2020 và bị truy tố về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự cũ. Theo luật sư Luân, thì thời tiết chuyển lạnh khiến hai chân của bà Phạm Đoan Trang đều bị đau trong thời gian gần đây. Đây cũng là di chứng của việc bà Trang đã bị tấn công dẫn đến vỡ xương đầu gối vào năm 2015. Ngoài ra, nhà báo Phạm Đoan Trang cũng chịu các vấn đề về sức khỏe phụ khoa khi có những vấn đề bị rối loạn, cũng khi kéo dài lên đến 15 ngày mỗi kỳ. Điều này cộng với vấn đề huyết áp thấp đã khiến bà cảm thấy mệt mỏi thường xuyên. Đây là hình ảnh bà Phạm Đoan Trang với tác phẩm Chính trị Bình Dân. Một vấn đề nghiêm trọng nữa được luật sư Lê Văn Luân tường thuật, đó là nhà báo Phạm Đoan Trang cho biết đã bị u nang buồng trứng và trong một năm vừa qua không hề được thăm khám lẫn điều trị. Những vấn đề về sức khỏe kể trên đã ảnh hưởng lớn đối với bà Phạm Đoan Trang, khiến bà bị sụt 10kg, theo tường thuật của luật sư Luân. Theo tìm hiểu về những áp lực đối với người bị giam giữ trong thời kỳ tạm giam điều tra, đài FA phỏng vấn cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên, bà cho biết: "Tôi đã từng là người trải qua 4 năm tù, trong đó có khoảng gần 18 tháng ở trại tạm giam. Sau khi mà tôi ra tòa, tòa thành phố rồi bị kết án rồi mới lên nhà tù ở Thanh Hóa, đó là trại giam, thì thời gian ở trong trại tạm giam là khó khăn hơn cả." Về vấn đề sức khỏe của nhà báo Phạm Đoan Trang, bà Phạm Thanh Nghiên lý giải rằng: "Cái này thì tôi cũng đã từng chứng kiến trong một số trường hợp,
Những chị em tù hình sự mà tôi ở cùng có những người bị này bị kia thì tôi không biết của Trang đến mức độ nào có bị nặng hay không. Nhưng như thế là đáng lo rồi. Sau này thì tôi ra tù cũng có hỏi một số bác sĩ thì họ nói rằng là do tình trạng lo lắng, stress, thậm chí là trầm cảm quá mức, bởi vì trong thời gian tạm giam là thời gian căng thẳng nhất. Phải đối phó, phải đi cung, phải chịu thẩm vấn, rất nhiều thứ, vân vân. Tôi có gọi là trong thời gian án tù thì thời gian tạm giam là khó khăn nhất, kinh khủng nhất. Và không được gặp thân nhân, không được gặp gia đình, nhất là những vụ án chính trị thì lại không được gặp cả luật sư. Đây là hình ảnh cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên bên trái và bà Phạm Đoan Trang. Cho nên dù có dũng cảm đến mấy, quả cảm đến mấy, tinh thần vững đến mấy, thế nhưng mà nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe của mình và về sức khỏe tinh thần, tâm lý lẫn thể lý. Bà Phạm Thanh Nghiên cũng cho biết rằng mặc dù các trại tạm giam có bệnh xá, nhưng trong các vụ án chính trị thì người bị giam giữ rất khó được tiếp cận việc thăm khám và chữa trị. Ông Phạm Chính Trực, anh trai nhà hoạt động Phạm Đoan Trang đã nói với đài BBC vào hôm 23 tháng 10 rằng từ khi bà Trang bị bắt giam cho đến nay đã gần một năm nhưng gia đình chưa một lần được gặp. Gia đình đã gửi rất nhiều đơn từ đến các cơ quan như Viện Kiểm sát, Tòa án nhưng tới nay không có phản hồi. Trong giai đoạn điều tra họ nói thẳng là không được gặp thì chúng tôi đã chấp nhận. Nhưng khi kết thúc điều tra họ vẫn không cho gặp. Các yêu cầu chất vấn của tôi bị chuyển từ cơ quan này sang cơ quan khác như một quả bóng đá từ chân người này sang người khác vậy. Ông Trực cũng cho hay mới đây, nhóm luật sư bảo chữa cho bà Trang đã trao đổi với gia đình ông về vấn đề sức khỏe của bà Trang, được cho là nghiêm trọng trong tù. Đây là hình ảnh, bất chấp hàng loạt khó khăn do sự đàn áp của chính quyền Cộng sản Việt Nam, thì nhà xuất bản tự do vẫn xuất bản phổ biến được hàng trăm đầu sách ở trong nước. Ông Trực nói ông mong muốn có sự việc này sớm được giải quyết, tuy nhiên ông không hy vọng nhiều bởi theo ông, quyền cơ bản nhất là được thăm thân, gia đình, ông cũng chưa được đáp thì không dám mong gì các kiến nghị xa xỉ khác được chấp nhận. Cũng theo ông Trực, mẹ ông là bà Thiện Căn năm nay đã 80 tuổi, luôn canh cánh bên lòng kể từ khi Đoan Trang bị bắt. Ông Trực cũng kêu gọi cộng đồng trong và ngoài nước ủng hộ và theo dõi phiên tòa của Phạm Đoan Trang. Trước đó, bà Trang là nhà báo, đồng chủ biên luật khoa tạp chí. Bà xuất bản một số sách gây tiếng vang như Chính trị bình dân, Cầm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực. Bà cũng là đồng tác giả báo cáo đồng tâm song ngữ Anh Việt. Bà Trang từng được nhận một số giải thưởng quốc tế về nhân quyền. Báo Công an Nhân dân vào ngày 8 tháng 10 năm 2020 cũng có bài viết về nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang, trong đó có đoạn ghi như sau. Phạm Đoan Trang có mối quan hệ thân thiết với các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, Voice, vân vân, nổi lên như một trong những đối tượng cầm đầu nhóm mạng lưới blogger Việt Nam. Bài báo viết bà Trang đã viết hàng trăm tài liệu nội dung xuyên tạc, phản động, thực hiện trên 50 lần trả lời phỏng vấn các đài báo nước ngoài, viết phát tán 10 cuốn sách có nội dung tuyên truyền xuyên tạc thực trạng dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, đả phá, bôi nhọ lãnh đạo đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2021 với bản tin Luật sư và gia đình kiến nghị trại giam cho phép bà Phạm Đoan Trang được chăm sóc y tế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.